Vâng, Thọ Nhật Bãi xin chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay có một cái vấn đề mà em lên một cái video là bảo hành nồi cho khách. Đây, của một bác là tình trạng là cắm điện không vào nồi sau khi nhận được hàng. Thì cái lúc mà bác nhận hàng thì có shipper đang ở đấy thì không thấy bác phản hồi. Nhưng mà khi 1-2 hôm thì thấy bác gọi về. Và cái tình trạng này nó không phải là hiếm gặp mà nó cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng cái nguyên nhân và cái lý do vì sao nó lại không vào điện, thì thật ra tất cả những cái mặt hàng bên shop trước khi gửi đi cho các bác đều đã cắm cơm, tháo ra vệ sinh và nấu cơm thử ít nhất là 2 lần. Cho nên là cái tình trạng mà cái vấn đề mà điện nó không vào, thì sau khi các bác nhận được hàng, nếu những bác đã tin tưởng shop thì có thể là không cần kiểm tra. Nhưng đối với những bác khách mới thì các bác vui lòng tháo ra kiểm tra và cắm điện để xem cái tình trạng là sau khi mình vận chuyển đến nơi nó có bị tác động bởi cái vấn đề là vận chuyển hay không. Thì cái nguyên nhân chính của cái việc không vào điện thì gần như là đến 98% là do bị cắm nhầm điện hoặc là do nguồn điện không ổn định. Và cái trường hợp này thì có nhiều bác là phản hồi về là đôi khi nó cũng là do cái yếu tố khách quan. Đôi khi bản thân cái người mua nồi không cắm nhầm, nhưng có thể là một trong những người thân trong gia đình họ cắm nhầm và họ không thừa nhận cái việc đấy, thì dẫn đến là cái bác mua hàng đã phủ nhận cái việc cắm nhầm. Thì tuy nhiên là cắm nhầm hay không hoặc là điện ổn định hay không thì về bên em kiểm tra thì nó là 100% là mình khẳng định được cái nguyên nhân của nó rồi. Nhưng không phải vì thế mà mình làm cái video này là để nói xấu hay là thế này thế kia khách hàng, nhưng cũng là mong một lần để cho các bác là trước khi là thông báo một cái vấn đề gì thì ta nên tìm hiểu kỹ để tránh làm mất uy tín của chính các bác. Thì đối với những trường hợp như thế này thì bên em vẫn hỗ trợ là sửa chữa miễn phí cho các bác. Tuy nhiên là cái phần ship tiền cước gửi đi gửi về thì các bác cũng phải là hỗ trợ và chi trả cái phần đấy là giúp cho bên em. Thì cũng một lần nữa cũng xin thông báo với tất cả các bác là mình cũng nên là cẩn thận hơn trong cái vấn đề là sử dụng cái nguồn điện để làm sao cái sản phẩm của mình nó được bền hơn và nó hiệu quả hơn. Thì cái sản phẩm này là của bác gì trong Nghệ An đây, thì em cũng sẽ xử lý và ship đi cho bác. Thì cũng mong bác là lần sau là cẩn thận hơn và nhắc nhở người nhà hoặc là người thân. Đấy, nếu như mà cẩn thận hơn thì có thể là ghi một cái tờ giấy dán vào cái phích cắm để lưu ý cái vấn đề đấy. Thì trong cuộc sống thì không có ai lúc nào cũng luôn luôn đúng và cẩn thận được mãi. Cái ngay chính bản thân em đôi khi cũng nhầm. Cho nên là các bác cứ có tình trạng như thế nào các bác cứ nói thật, em làm cho nó nhanh đấy, tránh cái tình trạng là em cũng mất công xử lý các cái vấn đề. Và đôi khi những cái cuộc điện thoại trao đổi với khách hàng nó lại trở nên là căng thẳng hơn một chút, nó không hay. Thì các bác mua nồi bên shop có vấn đề gì thì các bác cứ thông báo cho shop, mọi vấn đề thì bên em sẽ xử lý và hỗ trợ tối đa cho các bác. Đây, sau khi xử lý xong xuôi thì nồi của bác khách đã hoạt động bình thường nhé. Thì của bác nào thì vui lòng liên hệ lại cái shop để nhận hàng nhé. Vì cái địa chỉ là em đã dặn các bác rất kỹ là kể cả các bác bảo hành hay là các bác sửa thì các bác nên ghi cái thông tin vào một tờ giấy các bác dán lên đây, hoặc các bác bỏ vào trong cái lòng nồi. Chứ các bác dán lên cái vỏ thùng thì đôi khi vận chuyển nó sẽ bị mờ, bị rách, hoặc là bóc thùng nó mất đi thất lạc là rất khó tìm địa chỉ của các bác. Nên là cái nồi này của bác nào là liên hệ ngay với shop để shop gửi hàng cho các bác nhé. Đấy, nồi đã chạy ok ngon lành đấy. Đấy, bác nào nồi của bác nào thì vui lòng liên hệ lại với shop để nhận hàng nhé.